Thưa quý vị, mưa lũ lịch sử ở Nghệ An đã để lại quá nhiều tổn thất mất mát cho bà con nơi đây. Đau đớn chứng kiến cảnh nhà bị ngập, tài sản cuốn trôi theo dòng nước lũ, nhưng hai bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn vẫn tích cực đảm nhận nhiệm vụ làm đầu mối nắm bắt tình hình sức khỏe của người dân để kịp thời hỗ trợ. Bác sĩ Sầm Văn Hải, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cho biết, trong đợt lũ vừa qua có 13 gia đình cán bộ ở Trung tâm Y tế huyện có nhà bị sập, hư hỏng, bị nước lũ cuốn trôi tài sản. Bên cạnh việc ứng cứu, hỗ trợ các gia đình cán bộ này sau lũ để đảm bảo sức khỏe cho người dân vùng lũ. Ngay trong sáng ngày 2 tháng 10, Trung tâm Y tế huyện thành lập tổ công tác gồm 5 y bác sĩ đến các bản Hòa Sơn, Sơn Hà của xã Tà Cạ, những địa bàn bị ảnh hưởng trực tiếp của trận lũ để hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, dựng cầu tạm, đồng thời nắm bắt các vấn đề y tế mà người dân gặp phải. Một ngày sau, lãnh đạo của trung tâm y tế huyện cùng với một tổ công tác khác mang theo trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh để khám bệnh, cấp thuốc cho bà con. Các y bác sĩ đã thực hiện khám, cấp thuốc cho hơn 30 người dân với các biểu hiện chủ yếu là cảm, sốt, ho, đau bụng. Bác sĩ Hải chia sẻ tại hai bản hòa sơn và sơn hà của xã tạ cạ có hai bác sĩ của trung tâm là vừa bá phìa bản sơn hà thuộc khoa nội và vi thị hải bản hòa sơn thuộc khoa khám bệnh đều có nhà bị ngập tài sản mất mát do lũ tuy nhiên cả hai bác sĩ đều tích cực đảm nhận nhiệm vụ làm đầu mối nắm bắt tình hình sức khỏe của người dân nếu có trường hợp nào ốm đau thì báo cáo về trung tâm để kịp thời ứng cứu Đến nay, hai bác sĩ đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao phó. Ngoài ra, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn tiến hành phun khử khuẩn khuôn viên, trụ sở một số cơ quan đơn vị trên địa bàn thị trấn Mường Xén sau khi những nơi này đã được dọn sạch bùn đất. Trong ngày 4 tháng 10, đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh gồm 5 y bác sĩ đã lên huyện Kỳ Sơn, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và các bản Hòa Sơn, Sơn Hà, xã Tà Cạ để tiến hành phun thuốc khử khuẩn ở những nhà dân đã dọn bùn đất, tiếp tục khám bệnh cấp thuốc cho người dân ở hai bản. Xả thân giữa dòng lũ cuốn dồn dập, vị trưởng bản trực tiếp tham gia cứu 10 người mắc kẹt. Trận lũ quét kinh hoàng ở xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An khiến cho chính quyền địa phương và người dân không kịp trở tay. Trong cơn lũ dữ, có những người may mắn được cứu sống một cách kịp thời khi đang bị cô lập giữa dòng nước mênh mông. Tại xã Tà Cạ, bùn đất đá nằm ngổn ngang chất đống sau cơn lũ quét kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ. Trận lũ quét đã khiến cho nhiều người ở đây phải thốt lên khiếp sợ rằng quá kinh hoàng, nước đổ về nhanh chưa từng thấy, chưa bao giờ phải đối mặt với lượng nước dồn dập mạnh như thế. Vị trưởng bản Hòa Sơn, anh Vi Văn Truyền chia sẻ, bản thân anh và một số thanh niên khác đã giúp 10 người thoát nạn khi đang mắc kẹt giữa dòng nước lũ. Anh Truyền kể lại, sáng ngày 1 tháng 10, một tốp người người, cả người lớn và trẻ con mắc kẹt ở ngôi nhà sàn xung quanh là dòng nước chảy xiết bổ vây. Nhận thấy tình thế nguy hiểm, tôi cùng mấy anh em nhảy xuống suối, cho người tự trôi từ bên này sang bên kia để tiếp cận cứu người. Sau đó bằng mọi cách đưa từng cháu nhỏ ra trước, rồi đến người lớn vượt suối đến nơi an toàn. Cũng theo anh truyền, sau khi vượt được dòng thác lũ, anh và nhiều người khác đã leo lên bờ tường rào, nhảy qua bể nước, sau đó hai tay ôm hai đứa trẻ Và di chuyển khéo léo vượt lũ Dần đưa mọi người đến nơi an toàn Anh chuyện nhớ lại Khi cứu thoát mọi người khỏi giữa dòng lũ dữ Ai cũng xanh tái mặt lúc ở trên khu vực cao hơn Ai cũng cảm ơn mọi người đã ứng cứu Cùng thời điểm đó Có 20 học sinh đang trèo lên mái nhà Nhưng chưa thoát ra được Tôi và các anh em dìu các cháu học sinh Bám theo triển mái nhà đưa đến nơi an toàn anh chuyên kể tiếp, trong lúc nhảy vào giúp người dân thoát khỏi dòng lũ dữ, tay anh bị vướng phải đinh sắt chảy máu. Sau khi cứu được mọi người xong, anh mới trở về nhà băng bó lại. Theo thống kê của trưởng bàn Hòa Sơn, địa phương có 8 hộ dân bị sập nhà hoàn toàn, có 31 hộ dân bị sập nhà chưa thể khắc phục và 35 nhà đang bị đất đá vùi lấp. Ngoài ra có 20 hộ dân bị sạt lở núi đe dọa, mặt đường nhựa đường lên xã Tây Sơn đã bị bung lên trên 40cm bên trong nền nhà 20 hộ dân này bị bong chóc nứt nẻ và buộc phải di rời lên nơi ở mới. Riêng những hộ dân bị sập nhà, hư hỏng không có nơi ở thì ban quản lý bản Hòa Sơn lập danh sách để gửi đến ở nhờ. Trưởng bản Hòa Sơn vi văn truyền bộc bạch, từ hôm qua đến nay, các đoàn thiện nguyện đã lên cung cấp mì tôm, trứng, nước uống và nhiều thức ăn nhanh nên bà con đỡ vất vả hơn. Mọi người ở trong bản có thể tự nấu ăn cho gia đình mình. Trong khó khăn gian khổ, người dân ở bản này biết nương tựa vào nhau trong từng bữa cơm sớm tối, ấm áp, giàu tình người. Công tác khắc phục lũ quét tại Kỳ Sơn vẫn đang được rất nhiều lực lượng nỗ lực thực hiện. Lắng nghe câu chuyện của anh Truyền, nhiều người bày tỏ sự cảm phục trước sự dũng cảm, không ngại hiểm nguy của anh. Ở vị trí trưởng bản, có lẽ anh đã không nghĩ nhiều đến bản thân mà luôn hết lòng hết dạ vì đồng bào, vì người dân. Câu chuyện của anh thực sự truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Anh chính là người hùng của bà con bản Hòa Sơn Nếu không có anh Chắc chắn nhiều người đã gặp nạn Cảm ơn anh vì hành động cao đẹp Vùng tầm lũ kỳ sơn Nỗi đau thắt từng khúc ruột Trận lũ lịch sử quét qua Xã Tả Cả và một phần thị trấn Mường Xén, huyện miền núi dẻo cao 30A Kỳ Sơn đã bị nhấn chìm trong nước lũ. Bao nhiêu tài sản quý giá từ ô tô, xe máy, đồ đạc đến hàng hóa đều bị ngập sâu trong bùn hay bị lũ cuốn trôi xuống dòng đậm mộ. Đau lòng nhất, có cả bốn cháu bé 4 tháng tuổi cũng bị dòng lũ tàn ác cuốn trôi khi chưa biết nói tiếng mẹ ơi. Sống bên cạnh dòng suối Hồi Giảng, gia đình và y dở sinh năm 2003, chú tại bản Sơn Hà thuộc diện chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ quét vừa qua. Lũ lớn đã đánh sập toàn bộ ngôi nhà Và tài sản của chị dở xuống suối Đau đớn hơn Người con gái đầu lòng 14 tháng tuổi của chị Cũng bị lũ cuốn trôi Vĩnh viễn ra đi Trong chốc lát Người phụ nữ trẻ bỗng nhiên mất đi tất cả Chị dở đau đớn tâm sự trên mạng xã hội Công chúa của mẹ ngủ ngon nhé Thì thần nhỏ của mẹ Mẹ làm sao vượt qua đây Chỉ có mẹ thôi Mẹ sống sao bây giờ Chưa kịp ông lần cuối Chưa kịp hôn lần cuối Vậy mẹ em nỡ rời xa mẹ Công chúa của mẹ yên nghỉ nhé Sau bão Noru, Người dân có vẻ hứng chịu Với đợt lũ quét dữ dội Kinh hoàng tan hoang là những từ ngữ để miêu tả cảm xúc của người dân và cảnh tượng tại các địa bàn mà cơn lũ quét qua. Tuyến quốc lộ 7 đoạn qua khối 1 thị trấn Mường Xén trở lên phía tây ngập trong bùn đất đá, có nơi cao hàng mét. Những ngôi nhà dân, trụ sở công nằm dọc theo quốc lộ 7 cũng đều ngập trong bùn đất đá cả tuyến đường từ cầu qua khe hội giảng đến ngã ba thị trấn ở khối 1 đã trở thành dòng sông bùn đất. Con suối thơ mộng chảy từ các bản ở xã Tà cả xuống đi trước cổng trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện, chảy ra quốc lộ 7 xuống dòng nậm nơn hôm nào, nay như con thuồng luồng hung dữ gào thét, dâng cuồn cuộn chảy xiết. Lượn lên bên núi rừng từ nhỏ, chị làm thị nhỏm, sinh năm 1984, trú tại bản Hòa Sơn, xã Tà cả cho biết chưa khi nào chị chứng kiến trận lũ nào lớn như sáng ngày 2 tháng 10 Người phụ nữ này thở dài Gia đình tôi mất hết tài sản Một bộ quần áo cho con đi học cũng không còn Chỉ còn lớp bùn đất dày bám vào nhà Cách đó không xa Bà Vang Thị Bình sinh năm 1960 Chú tại bản Hòa Sơn Đang cùng chồng cố gắng nhặt nhạnh từng vật dụng bị lấp dưới lớp bùn non đặc quánh Là một trong những hộ khó khăn nhất bản Gia đình bà Bình cả đời dành dụm Mới kiếm được ít tiền sắm sửa trong nhà nhưng trận lũ quét đã cuốn đi hết Bà Bình ngẹn ngào Trên tivi mới mua Xem được một hai buổi Cũng bị lũ kéo ra khỏi tấm gỗ Vỡ tung Đàn gà đàn vịt Cái xe cũng chẳng còn Của nó không có mặc Phải mượn nhờ nhà hàng xóm Trước cổng trung tâm chính trị huyện Những hòn đá xanh lớn như cái bàn nằm ngổn ngang Phía trong sân ngập bùn Hai chiếc xe ô tô đậu trong gara ngập sâu trong bùn Bàn ghế tài liệu ngập trong bùn Ngôi nhà sàn ở gần cầu siêu vẹo Bởi nhiều cột đã lửng lơ Nhiều chiếc xe đạp tài trợ cho học sinh nghèo Chưa kịp đến tay các em Đã bị lũ cuốn ra phía sau ngôi nhà sàn này Mãi đến sáng ngày 4 tháng 10 Địa bàn huyện Kỳ Sơn Nghệ An hưởng nắng Lũ từ thượng nguồn đổ về cũng đã giảm Từ đoàn xe chở hàng tiếp tế cho dân bản bị cô lập Nhanh chóng được hàng trăm người Từ lực lượng công an quân đội thanh niên xung phong Cùng người dân nhanh chóng được vận chuyển vào bản Sơn Hà bản đang bị cô lập để tiếp tế cho người dân. Ở Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn cho biết, thiệt hại ban đầu do trận lũ quét gây ra trên địa bàn ước tính hơn 100 tỷ đồng. Theo đó, mưa lũ đã khiến 232 nhà dân bị thiệt hại, trong đó nhà bị trôi sập hoàn toàn 55 nhà, bị ngập và hư hỏng nặng 141 nhà. Lũ giữ cũng cuốn trôi, vùi lấp nhiều xe máy ô tô, các tuyến đường trên quốc lộ 7, tỉnh lộ 543d mường xén ta đo, khe kiền, sạt lở ta lui dương nhiều điểm. hiện tại các phương tiện không thể lưu thông được. để hỗ trợ người dân dọn dẹp khối lượng đất đá khổng lồ sau lũ, bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an đã điều động 150 cán bộ chiến sĩ, bộ đội biên phòng tỉnh điều động 60 cán bộ chiến sĩ của các đồn biên phòng na ngoi, nậm càn cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, đại đội 1 thuộc tiểu đoàn 19 đã xung kích kịp thời có mặt tại Kỳ Sơn. Công an tỉnh điều động 50 cán bộ chiến sĩ tăng cường lên địa bàn huyện. Trước lời kêu gọi chia sẻ khó khăn với đồng bào bị lũ quét của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, nhiều tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã gửi các nhu yếu phẩm, đồ gia dụng đến người dân Kỳ Sơn mong rằng với những tình cảm này được gửi đến từ khắp mọi miền của tổ quốc bà con kỳ sơn nói riêng và bà con nghệ an sẽ không đơn độc trong hành trình trở lại cuộc sống bình thường sau lũ